Tôi, luật sư Nguyễn Văn Đài, xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an và thật nhiều niềm vui tới quý vị, các bạn và gia đình. Hôm nay ngày 30 tháng 7 năm 2020, thì tôi có bài phân tích và bình luận thứ hai với chủ đề truy tìm nguồn virus cúm tàu đang lây lan tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng không có ca lây nhiễm cộng đồng nào, thì Việt Nam đã ghi nhận những ca bệnh mới trong cộng đồng vào ngày 25 tháng 7 vừa qua. Người được phát hiện nhiễm cúm tàu đầu tiên trong dịch bệnh lần này hiện là bệnh nhân thứ 416 sống tại Đà Nẵng. Hiện đang trong tình trạng hết sức nguy kịch, Đà Nẵng hiện được coi là tâm dịch của Việt Nam với hàng chục người bị dương tính và được phát hiện từ cuối tuần vừa qua. Nhiều người được phát hiện ở Đà Nẵng cũng đã từng đi tới thành phố này trong thời gian gần đây. Tính đến trưa ngày 29 tháng 7 thì Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 446 ca dương tính và vào sáng nay ngày 30 tháng 7 thì Bộ Y tế đã công bố thêm 9 ca mắc cúm tàu mới, trong đó có một bệnh nhân tại Hà Nội. Như vậy, trong 2 ngày liên tiếp, Hà Nội đã ghi nhận 2 ca dương tính với cúm tàu và hiện nay là tổng cộng có 39 ca dương tính với cúm tàu tính từ ngày 25 tháng 7 tới sáng ngày 30 tháng 7 năm 2020. Như vậy thì cái nguồn lây nhiễm cúm tàu từ đâu? Ngày hôm qua thì ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chỉ đạo phải quyết liệt truy tìm nguồn lây cúm tàu. Và trước đó thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được phân công phụ trách ngành y tế cũng đã khẳng định nguồn lây nhiễm là từ nước ngoài. Và các xét nghiệm thì cho thấy chủng cúm mới được lây nhiễm và phát hiện tại Việt Nam thì chưa được quốc tế cập nhật. Thì đây nó là rất là mới. Và trong khi đó thì có nhiều người Trung Quốc bị phát hiện nhập cảnh và cư trú trái phép tại Đà Nẵng cũng như một số tỉnh thành ở phía Nam. Trước đây khi dịch cúm tàu bắt đầu bùng phát tại Mỹ và các quốc gia Âu Châu thì tình báo Mỹ cũng như các nước Âu Châu đều đã nghi ngờ rằng tàu cộng đã cố ý phát hành virus cúm tàu ra toàn thế giới. Và sau khi phân tích cái bản đồ lây nhiễm của dịch bệnh cúm tàu thì các chuyên gia y tế và tình báo đều có chung nhận định là như vậy. Tuy nhiên, để truy tìm ra bằng chứng và nhân chứng thì đã quá muộn, bởi vì sau một thời gian dịch bệnh đã lan tràn ra khắp rồi thì các chuyên gia tình báo và y tế mới phát hiện ra điều này. Cho nên là hiện nay việc truy tìm ra những người mà phát tán virus thì vô cùng là khó khăn. Và chỉ hy vọng là gì? Một lúc nào đó, những người thực hiện mệnh lệnh từ Trung Nam Hải sẽ ăn năn và ra tự thú với thế giới. Việc bùng phát dịch bệnh cúm tàu tại Đà Nẵng trong những ngày qua thì vậy thì nguồn lây lan từ đâu? Thì theo quan điểm cá nhân của tôi thì tôi vẫn cho rằng Trung Quốc, tức là tàu cộng đã đứng đằng sau cái việc phát tán virus tại Việt Nam. Bởi vì trong cái cuộc tranh giành ảnh hưởng quyền lực giữa Trung Quốc và Mỹ trong những tháng gần đây thì đặc biệt là từ khi Bộ Ngoại giao Mỹ công bố quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề Biển Đông thì nó đã đem lại cái niềm tự tin cho không chỉ cho Việt Nam và rất nhiều các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á khi đứng về phía Mỹ để bảo vệ các lợi ích có liên quan của mình. Thì thời báo Hoàn Cầu cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từng cảnh báo Việt Nam rằng là gì? Nếu như Việt Nam theo Mỹ chống Trung Quốc thì sẽ trắng tay. Đó, thì đó là lời cảnh cáo đối với Việt Nam. Thì như vậy thì rất có thể tàu cộng đã cho người của họ sang Việt Nam để phát tán virus vào Việt Nam. Bởi vì cho đến giờ phút này thì không những người bị mắc bệnh cúm ở Đà Nẵng hoàn toàn họ không đi ra khỏi Đà Nẵng trong thời gian một vài tháng trở lại đây. Và như vậy mà trong đó chủng virus cúm thì nằm ở bên nước ngoài chứ không phải Việt Nam là nơi xuất hiện cái con virus cúm này. Cho nên là cái việc trong cái đó thì rất nhiều người Trung Quốc đã bị bắt tại Đà Nẵng và hiện nay thì đã trục xuất về nước. Và tôi rằng là cái việc xét nghiệm những cái người Trung Quốc này thì chắc chắn họ không bị nhiễm virus, bởi vì họ đã được đào tạo huấn luyện một cách rất là bài bản trong việc phát tán virus một cách an toàn. Thì tôi rằng là việc phát tán virus không có gì khó khăn cả. Họ cho vào một cái gì đó rồi họ đã được huấn luyện rồi, họ búng vào tự nhiên ở ví dụ ở các bệnh viện, các nhà hàng hay là các nơi đông người thì chuyện đó hoàn toàn rất là khó khăn, rồi sau đó họ sẽ đi khỏi cái khu vực đó. Thì đấy là cái theo quan điểm của tôi, thì tôi vẫn cho rằng những người Trung Quốc đến Đà Nẵng nhập cảnh ở Việt Nam một cách bất hợp pháp và cư trú tại
thành phố Đà Nẵng trong những ngày vừa qua thì họ là những người đã trực tiếp phát tán những con virus vào Đà Nẵng, làm lây nhiễm cho những người dân Đà Nẵng vào thời điểm hiện nay. Thế thì đi với lý do phân tích ý, tại sao Trung Quốc lại làm như vậy? Thì thứ nhất ý, giống như tờ Thời báo Hoàn Cầu đã cảnh cáo Việt Nam là Tổng cộng có thừa khả năng để dùng chiến tranh virus để tàn phá Việt Nam nếu như Việt Nam theo Mỹ hay đứng với phía Mỹ để Trung Quốc. Chúng ta nhìn ngược lại lịch sử suốt nhiều thập kỷ trước đây, bắt đầu từ tính từ năm 1978 thôi. Và trước đó thì Trung Quốc đã nhiều lần âm thầm tìm cách phá hoại Việt Nam rồi. Nhưng mà tính từ năm 1978 cho đến năm 1990, khi mà hai bên bình thường hóa lại quan hệ với nhau, thì Trung Quốc không từ bất kỳ một cái thủ đoạn nào để nhằm mục đích phá hoại kinh tế, chính trị cũng như mọi mặt của đời sống xã hội Việt Nam. Trước đây thì họ thường cho những cái người dân của họ sang Việt Nam tìm cách mua rễ quế, rễ hồi, móng chân trâu, chân bò hay là sừng trâu, sừng bò đấy để họ tìm cách phá hoại cái nền nông nghiệp của Việt Nam. Rồi sau này thì họ tìm cách thu mua đỉa, rồi họ tìm cách mua những cái hoa thanh long, rồi đại khái là lá của cá đực cái điều, rồi rất nhiều những cái họ toàn những mua những thứ rất là tai ương, mà những cái thứ vô dụng đó nhưng mà nó tác dụng là phá hoại cái nền kinh tế của Việt Nam. Rồi có đợt thì họ mua rễ cái hồ tiêu gần đây nhất ấy, họ mua rễ cái hồ tiêu đấy. Cho nên cái chính sách của Trung Quốc ấy, không bao giờ họ từ bỏ tìm một cách để phá hoại nền kinh tế Việt Nam, để cho Việt Nam không thể trở thành một nước giàu có bên cạnh Trung Quốc được. Cái điều đấy là bản chất của Trung Quốc, nó là như vậy. Thế cho nên khi ngày nay trong cái cuộc cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng quyết liệt đó, thì Việt Nam, Trung Quốc thường xuyên gây áp lực về chủ quyền trên biển đối với Việt Nam, xâm lấn chủ quyền trên biển, rồi tìm cách đẩy các công ty dầu khí là đối tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ra khỏi khu vực Biển Đông. Thì Việt Nam muốn được ít nhất là được bảo vệ được chủ quyền của mình thì cần phải đứng về phía Mỹ nhiều hơn trong cái cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Cho nên Trung Quốc đã tìm mọi cách để gây áp lực Việt Nam, và đây là cái đòn cảnh cáo đầu tiên mà Trung Quốc muốn gửi đến nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và cái lý do thứ hai á, là khi mà nền kinh tế Trung Quốc đang bị Mỹ đánh thuế rất là cao, các cái sản phẩm của Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ rất là khó khăn, thì Trung Quốc không muốn Việt Nam tranh thủ cơ hội này để phát triển kinh tế, cũng như thay thế Trung Quốc trở thành cái nước xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ. Đấy, khi họ lây lan cái dịch bệnh như vậy thì làm cho cái nền sản xuất Việt Nam sẽ không thể nào mà khôi phục được. Đấy là lý do thứ hai. Và lý do thứ ba là Tổng cộng thì muốn gây ra cái dịch bệnh này để ngăn chặn cái làn sóng các doanh nghiệp nước ngoài từ Mỹ, từ Nhật, nước ngoài của Mỹ, của Nhật Bản đang rời khỏi Trung Quốc sang Việt Nam. Đấy là cái ba cái lý do chính mà nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc muốn làm như vậy trong cái thời điểm này. Thế thì sau khi mà có những ca phát hiện lây lan dịch cúm tàu đầu tiên đó, thì phản ứng của nhà cầm quyền Cộng sản là sao? Một mặt thì họ vẫn hô hào truy tìm ra những người bị nhiễm bệnh đầu tiên. Nhưng mà trong cái đó thì họ đã cho một số tờ báo lá cải, mà tôi cho rằng là những tờ báo này á, thì đã bị Tàu Cộng thao túng để tung tin hỏa mù. Thì trong cái tờ báo họ đăng về cái lấy nguồn tin từ báo Công an Đà Nẵng là với nội dung gì? Trong quá trình truy vết, ngành chức năng phát hiện một ca bệnh quốc tịch Mỹ trong thời gian khởi phát đã trở lại dịch COVID-19, đã có dấu hiệu đáng ngờ về triệu chứng cũng như lịch sử di chuyển qua nhiều điểm nóng tại vùng dịch tại Đà Nẵng. Ca bệnh là người đàn ông tên là R.M. Garcia, 57 tuổi, là một võ sư mang quốc tịch Mỹ, tạm trú tại đường Âu Cơ, phường Khánh Hòa, Khánh Hòa Bắc, Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Và bệnh nhân nhập viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng từ ngày 27 tháng 6 cho đến ngày 6 tháng 7 với triệu chứng viêm phổi nặng, tràn khí màng phổi. Từ 18 giờ ngày 6 tháng 7 đến 18 giờ ngày 20 tháng 7, bệnh nhân tiếp tục khám điều trị viêm phổi, tràn dịch tại khoa bệnh viện Đà Nẵng, tại năm khoa của bệnh viện Đà Nẵng, khoa cấp cứu, lồng ngực, khoa hồi sức tích cực chống độc, nội hô hấp và khoa quốc tế. Từ 18 giờ ngày 20 tháng 7, bệnh nhân cùng vợ thuê xe cấp cứu của trung tâm cấp cứu 115 bệnh viện Đà Nẵng vào bệnh viện Chợ Giấy, Sài Gòn, sau đó chuyển bệnh viện quốc tế. Thì thưa quý vị, đấy là những cái tin tức mà cái tờ báo này lấy nguồn tin từ báo của công an thành phố Đà Nẵng và họ tiếp tục phát triển lên. Thì tôi rằng cái điều này hoàn toàn hết sức là vô lý, bởi vì một khi có bệnh nhân khám và
và điều trị về liên quan hô hấp ấy, thì chắc chắn bệnh viện Đà Nẵng phải lấy máu, mẫu máu hay là các cái dịch tiết từ mũi họng để họ xét nghiệm xem có mắc cúm tàu hay không, và chỉ trong vòng ít tiếng thôi thì sẽ có kết quả của bệnh viện của là dương tính hay là âm tính với virus cúm tàu. Nhưng mà cho đến họ đã nhập viện từ ngày bao nhiêu, từ ngày mùng 6 tháng 7 và cho đến tận ngày 20 tháng 7 rồi sau đến ngày 25 tháng 7, người vợ cũng bị sốt mà vẫn cho giờ vẫn chưa có cái công bố là có những bệnh không, thì rõ ràng đây là chỉ là một cái tờ báo để đánh lạc hướng dư luận. Đấy, theo thấy là cái nhà cầm quyền cộng sản ở Việt Nam ấy, họ biết rõ hoặc họ hiểu rõ rằng là cái việc lây lan virus ấy, cúm tàu ấy, tại Đà Nẵng hiện nay ấy, là gần như chắc chắn là do những người Trung Quốc gây ra. Thế nhưng mà họ lại dùng truyền thông ấy, để đánh lạc dư luận, tức là họ vẫn bảo vệ, bênh vực cho cái tội ác của nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc đối với người dân Việt Nam. Đấy là một cái điều hết sức là đáng trách, phải nói là, và không phải đáng trách nữa mà đáng căm thù đối với Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như chế độ Cộng sản Việt Nam khi mà họ làm như vậy. Và cái cuối cùng ấy, thì tôi sẽ phân tích là tại sao tổng cộng lại chọn Đà Nẵng để mà phát tán virus. Thì cho chúng ta biết là gì, thành phố Đà Nẵng ấy, nằm ở trung tâm của Việt Nam và là một thành phố có nhiều bãi biển đẹp, và hiện nay ấy, thì trong mùa hè ấy, thì rất nhiều người dân từ trong Nam cũng như ngoài Bắc đến Đà Nẵng để du lịch. Thì khi mà cái điểm này bắt đầu phát tán virus ấy, thì không chỉ lây lan trong cư dân địa phương của thành phố Đà Nẵng mà những người khách du lịch đến Đà Nẵng sẽ mang cái virus đó về phía Bắc hoặc và đồng thời cũng mang virus đó về phía Nam. Và thực tế cho đến ngày hôm nay ấy, thì đã có 2 ca phát hiện ra dương tính với virus cúm tàu tại Hà Nội và một số ca tại tỉnh Đắk Nông và một số tỉnh Việt Nam. Thì có thể nói là Cộng sản Trung Quốc cũng rất là nham hiểm khi mà họ chọn một thành phố ở trung tâm đất nước của Việt Nam để họ phát tán virus. Và cuối cùng thì người Việt Nam cần phải làm gì để ngăn chặn cái việc người Trung Quốc vào Việt Nam để là thực hiện cái hành động tội ác theo sự chỉ đạo của Bắc Kinh để phát tán virus. Thì hiện nay thì tôi cho rằng đã quá trễ rồi. Khi mà họ đã phát tán tờ này thì coi như cái việc công việc của họ chấm dứt. Đồng thời hiện nay thì các cái cơ quan của Cộng sản Việt Nam ấy thì cũng đang truy tìm những người Trung Quốc để trục xuất họ về nước, thì coi như đợt này thì đã xong rồi. Nhưng mà sau khi cái dịch bệnh này kết thúc ấy, thì tất cả mọi người Việt Nam chúng ta ở trong nước ấy, thì cần phải luôn luôn đề cao cảnh giác, sớm phát hiện ra những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép để báo cho các cái cơ quan chức năng của nhà cầm quyền cộng sản bắt giữ những người này để ngăn chặn cái tội ác của họ, và đồng thời ấy, kêu gọi những người dân Việt Nam không được vì đồng tiền mà mang họa vào cho đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta. Đồng thời ấy, những người mà đã cố tình tìm cách đưa những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Việt Nam ấy, thì cần phải có cái biện pháp trừng trị họ một cách nghiêm khắc. Đấy là những cái gì mà tôi muốn phân tích và bình luận trong video clip này. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn theo dõi hết phần video mà tôi đã phân tích và bình luận với chủ đề truy tìm nguồn gốc cúm tàu đang lây lan tại Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.